cao tốc nó chạy ra. Quá trời. Tiếp hồn trời, sạch khó đang không à. Quá trời, nó chạy. Bành máy luôn vậy. Máy luôn vậy. Gần tới đảo mà thấy cục nước chân từ như các bạn, chạy dã man, chạy cái khói lên nụ nụ đen thui luôn. Quá trời tốc độ chạy. Quá nhỏ ghê. Anh có mặc cái áo phao nữa nha các bạn. Xuống quá nhỏ luôn anh chị. Xuồng đi ra biển nha các bạn. Chiếc xuồng chạy động cơ xăng. Cái này mà gặp sóng gió lớn thì cũng rất nguy hiểm nha. Cái gác này thì sóng nó dịu lại nha các bạn. Gió cũng không đánh đổi nha. Xuồng này đi nhìn ghê quá. Bởi vì gió này nó hay bắt chợt lắm nha các bạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ghê không? Quá wow. Nếu mà có cơn mưa tới là, có dòng tới là sóng nó lên cao mấy mét luôn á. Đi gì là khá mạo hiểm ha. Lỡ mà nó vô cơn dòng cái là chạy vô bờ không kịp đâu. Biển nó thất thường lắm. Quá wow, quá wow. Gió tự nhiên nó mạnh lên nha. Nó mạnh là nó mạnh lên trong vòng vài phút là nó mạnh, nó thổi khủng khiếp luôn. Là anh đi thăm cá thì giờ đó anh đi thăm cá, anh đi đánh lưới. Wow.
dở chạy mấy đê nha các bạn, chạy chạy ngược sóng với gió, chạy muốn không nổi luôn nè. Qua sóng gió mà giận dữ lên là mái đê này là chạy không nổi đâu các bạn, chạy không đi luôn á, quánh là dọn ngược dọn ngược nha. Chạy xịt khói đen luôn rồi. Cái máy đê là một máy nha các bạn, máy đê là của Trung Quốc nè. Máy Trung Quốc thì xưa nay Việt Nam mình xài rất là nhiều ha. Nói chung nó cũng cũng bền đó, nhưng mà sau này nó ra nhiều cái hãng máy á các bạn, nhiều cái công ty máy của Trung Quốc á, chất lượng nó rất là tệ xuống ha. Hồi xưa thì chỉ có chăn chai, quan chai rồi đó là nó bền, rồi sau này nó ra Đông Phong này kia, rồi nhiều cái hãng khác nữa, nó ra sau này nó ra máy rất là tệ ha, chạy 1-2 năm là banh nè, 1-2 năm là bắt đầu sửa rất là khó sửa, mà nó hư rồi là rất là khó sửa nha. Nhất là cái bộ xúc bắp cò hơi của nó rất là tệ ha. Quả ra ngoài sống ghê các bạn. Hồi trước đây nó làm thì rất là chất lượng, xài cũng khá tốt. Bây giờ đồ Trung Quốc nó chạy theo cái hạ giá các bạn, bán giá rẻ, đồ của nó xài rất là tệ ha. Kể cả xe điện, xe hơi hay là cái gì đó mà mình thấy ở vùng Kiên Giang này họ mua họ xài là rất là tệ, nó mau xuống mau hư lắm. Máy Trung Quốc bây giờ cũng ít người xài nữa nha, nó chạy tại vì nó có một động cơ, nó cũng nói chung là tiết kiệm dầu hơn so với cái máy xe một tí, nhưng mà nó không có độ bền ha, xài nó không vất vả lắm. Quay tay nếu mà có đề thì nó mau hư lắm. Giờ chỉ có xài bây giờ có máy xe Nhật là xài nó cũng đỡ, rất là bền. Chạy cũng không đi luôn. Dòng vô nha các bạn, dòng tới thì mấy cái ghe này nó chạy vô hết rồi. Cái chiếc xuồng nhỏ cũng đang chạy vô nha. Đó, thật sự có mây là có dòng, mây nó mây mưa rất là dữ nha. Chiếc này nó lắc không ơi, sóng dòng nó lắc nè. Hai vợ chồng nha, mẫu xuồng mẫu ghe này nó giống như ở miền Trung nha các bạn, cái dân miền Nam mình ít đóng cái mẫu giống gì ha, Kiên Giang ít đóng cái mẫu này lắm, mẫu này của miền Trung, đóng rất đơn giản để đi biển ha. Thường gỗ bạch đằng với để cái máy đê xuống là cỡ 2 ngoài triệu là 10 mấy tới 20 triệu là có chiếc xuồng như thế này để đi ha, có lắp keo luôn đó các bạn. Lắp ghê quá, xong nó đẩy đi. Ôi rồi đẩy đi kìa. Sắp cái vỏ thẩm nó bị sóng.